á. Chị biết rồi, chị thấy dấu còn mới nên chị hỏi. Bay luôn.
Như chị Loan ở đây không dáng bình thường có không à, đúng mà đưa cho chị Trang cây chống nắng bộ đỡ cái có không. Em đến sớm một chút nữa thì gặp mấy bạn nhớ chị cũng được nhiều năm rồi. Các bạn đến đây cảm thấy à, không thì cái có cần làm quý được chị thật em biết cho cho là em vẫn chị nó có điện thoại rồi em thích nâng cao hơn chỉ một hai năm sau nó có ra tự nhiên cho khỏe. Làm nó làm răng được mà nó làm nó bình thường. Riêng làm mắt là không đau luôn á. Với lại khi mà em làm á,
là em sẽ giữ luôn cái mặt lại luôn. Tại vì ví dụ làm xong rồi cái mặt mình nổ bụng màu này nọ, mình giữ luôn một lần nó sẽ đẹp, hiểu không? Đúng rồi, làm combo mũi với lại mấy cái tim cho cái xíu. Đang hỏi giá chị vào ngoài Bắc chị Nam Bắc, mọi người trong này thì ok.